Khi mà nghe em chia sẻ với bố ấy, anh cũng là một người rất là yêu bố ấy. Nhưng mà có những lúc mà anh cũng làm bố anh buồn rất là nhiều. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt của em và nhìn thấy cái sự nồng nàn khi mà em nghĩ về bố ấy, tự nhiên anh cảm thấy mình cũng chưa thực sự là tốt với bố nhiều lắm. Hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Rồi, chào gia đình. Rồi, chào con gái. Mái ấm gia đình Việt rất vui được chào đón cả nhà mình đến với chương trình ngày hôm nay. Hoàn cảnh xong rồi nó bi đát quá. Con ơi, nãy chú Quỳ Linh nghe con nói là con ước mơ một lần được đi chơi với bố hả? Vâng ạ. Vậy thì hồi lúc bố còn sống mình chưa, mình đi chơi lần nào con hả? Con chỉ nhớ là bố đưa con đi học thôi ạ. Đưa đi học thôi. Vâng. Chưa được đi chơi lần nào cả. Vâng ạ. Mỗi lần con nhớ bố thì con làm gì con? Con lấy ảnh bố ra nhìn ạ. Khi mà nghe em chia sẻ với bố ấy, anh cũng là một người rất là yêu bố ấy. Nhưng mà có những lúc mà anh cũng làm bố anh buồn rất là nhiều. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt của em và nhìn thấy cái sự nồng nàn khi mà em nghĩ về bố ấy, tự nhiên anh cảm thấy mình cũng chưa thực sự là tốt với bố nhiều lắm. Nhưng mà hãy tin anh đi, với cái tình yêu thương mà em dành cho gia đình, dành cho bố mẹ thế này, chắc chắn là em sẽ có một cái tương lai rất là tốt và sẽ có rất là nhiều người sẽ bên cạnh để giúp đỡ em nhé. Dạ vâng ạ. Nãy giờ thấy Huyền khóc rất nhiều. Cảm xúc của Huyền như thế nào? Dạ, khi mà xem clip thì em ấy là một người rất là nghị lực. Em ấy rất là tâm huyết và quyết tâm để giúp cho mẹ mình thoát nghèo. Và đấy là một điều mà cháu thấy rất là khâm phục, rất là kính nể em ấy. Tuy là còn nhỏ nhưng mà rất có nghị lực. Khi mà em là Hà Nội hoặc là bất cứ khi nào cần giúp đỡ thì em có thể gọi anh chị. Anh chị luôn sẵn lòng giúp đỡ em trong tất Vâng. cả mọi việc. Dạ vâng. Vâng, gia đình cảm ơn các anh chị ạ. Thì làm mỗi ngày như vậy được khoảng bao nhiêu tiền hả chị? Dạ em, công việc của em hàng ngày là chỉ có đan giò thôi ạ. Mỗi ngày thì nếu như có đầy đủ vật liệu thì được có 20 cái một ngày thôi ạ. 20 cái thì được bao nhiêu tiền? 20 cái thì được có 90.000 thôi ạ. Rồi ngày nào cũng làm được 90.000 hay là ngày có ngày không? Ngày thì làm được, không có ngày không làm được đâu ạ. Bởi vì là nhiều việc quá, một mình không cáng đáng nổi. Con Thì em nhỏ nhà. vừa chăm cho anh của bé bị nằm một chỗ nữa, với lại em đi học nữa, thì sáng phải đưa đi, trưa đón thì chiều lại phải đưa đi, tối đón, ngày đón 4 lần thì không làm được gì nhiều đâu ạ. Như vậy thì cũng đâu có đủ để trang trải nuôi bốn mẹ con đúng không? Vâng ạ, 4 mẹ con. Trời đất ơi. Vậy thì mỗi lần mà mình thiếu thốn trong nhà đó thì chị làm gì? Thiếu thốn thì đi mượn xung quanh thôi, còn làm khi nào mình làm được thì mình lại mang giá. Cứ ăn ngày trước rồi nợ ngày sau, Vâng. rồi ngày sau lại trả, là mượn nợ tiếp như vậy. Cái vòng luẩn quẩn đó không biết chừng nào mới là cho hết được đúng không? Con gái, từ lúc mà cái nhà vệ sinh nó bị sập luôn á thì mình đi vệ sinh ở đâu? Mẹ sẽ làm lại bằng cây ạ. À, mẹ làm lại cái cây thôi. Rồi che Bạc. cái bạc đó con hả? Vâng. Con có thường xuyên thấy mẹ khóc như thế này không? Có ạ. Mỗi lần mẹ khóc thì con làm gì? Con sẽ nói chuyện và chia sẻ nỗi buồn cho mẹ ạ. Một bé gái còn rất nhỏ nhưng suy nghĩ cũng rất là sâu xa, ước mơ rằng con sẽ học thật giỏi để có tiền làm lại cái nhà cho mẹ. Dạ vâng ạ. Đó là một ước mơ rất là chính đáng, rất trân trọng điều đó. Cái con đường mà con đang hướng tới nó còn xa vời lắm. À, thưa quý vị, chúng ta đã xem mái ấm gia đình Việt rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, chúng ta có chứng kiến một hoàn cảnh đó. Thì mong rằng quý vị hãy chia sẻ với chúng tôi thật nhiều số tài khoản và số điện thoại của gia đình đang chạy trên màn hình. Hãy nhắn một thông tin nào đó, hãy chia sẻ một động lực nào đó, hoặc có thể một chút tình cảm gì đó bằng hiện kim hoặc hiện vật, để gia đình ngày hôm nay có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ứng dụng
Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng Máy Ấm Gia Đình Việt. Đón xem Máy Ấm Gia Đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.